Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hiện nay là sáng 30 Tết ha, bây giờ là 9 giờ sáng. Thì trong nhà đang rất là lu bu để chuẩn bị bông hoa, bánh trái để tối nay cúng giao thừa. Thì mình nghĩ đây không phải là cái riêng của gia đình mình đâu, mà tất cả những cái gia đình của người Việt Nam thì đang có chung một cái bầu không khí đó. Tất cả các thành viên đều chuẩn bị những cái gì tốt nhất để chúng ta tối nay chúng ta có thể ngồi quây quần bên nhau, làm một cái mâm cúng giao thừa ấm cúng và cầu chúc cho một năm mới nó mọi chuyện nó sẽ được tốt đẹp hơn. Thì mình cũng tranh thủ mình làm clip này để tối nay 12 giờ, đúng 12 giờ mình sẽ post lên để chúc Tết cho toàn thể đại gia đình của chúng ta, những đại nguyên cái đại gia đình mà yêu thương Nam Ngô Farm trong suốt cái thời gian qua luôn. Thì sẵn qua đây mình cũng xin cảm ơn tất cả những anh em đã luôn ủng hộ, luôn đóng góp những cái ý kiến để cho kênh Nam Ngô Farm ngày càng phát triển hơn, và những anh em đã luôn support mình trong cái chuyến đường mình đi review từ bên thủy sinh, từ trong cái lĩnh vực bò sát này đến vượt ra khỏi cái bò sát luôn, qua các anh em bên ngành cá nè, thủy sinh nè, cá biển nè, chó mèo gà chim, ôi đủ loại hết trơn, cây cảnh các thứ luôn. Thì cảm ơn anh em rất nhiều đã luôn cởi mở đón tiếp mình, luôn support mình để cho ra những cái nội dung hay nhất để gửi đến quý khán giả. Thì đây các bạn, tất cả những cái sản phẩm của Nam Ngô Farm thời gian đầu và Nam Ngô Farm nó được sinh ra từ cái không gian này. Đây, tất cả gói gọn trong cái không gian này đây. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì cái sức lan tỏa của Nam Ngô Farm nó đã vượt qua khỏi cái phạm vi nhỏ hẹp này rồi. Nó được lan tỏa lên phạm vi cả nước rồi. Thì cũng được rất là nhiều anh em, mọi người trên khắp các tỉnh thành cả nước biết đến Nam Ngô Farm, là luôn ủng hộ Nam Ngô Farm rất nhiều. Thì Nam Ngô Farm xin cảm ơn tất cả mọi người, và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau, và bản thân mình hứa là cũng sẽ mang đến những cái điều nó hay ho, thú vị, hấp dẫn, lôi cuốn hơn ha. Thì bây giờ mời tất cả các bạn vào đây để chúng ta có thể ôn lại những cái kỷ niệm trong suốt những năm qua đó. Thì trong suốt những năm qua thì những năm đâu, mới vừa năm vừa rồi thôi đó, trong suốt thời gian vừa qua thì Nam Ngô Farm đã có thêm rất là nhiều thành viên mới gia nhập vào đây, được sinh hoạt sống hòa đồng cùng nhau. Thì đây cũng là cái những cái nhân vật chính, đúng ra cũng phải cảm ơn tụi nó. Thì nhờ tụi nó mà đã có lên những cái nội dung nó hay, nó vui, nó hấp dẫn để gửi đến mọi người. Và bây giờ khi mà mỗi lần mình đi offline, mình gặp anh em bên ngoài, anh em luôn hỏi thăm tụi nó như thế nào rồi, hoặc là nhắc tới những cái chuyện buồn cười mà tụi nó đã thể hiện trong clip, cũng như là những cái vui vẻ về tụi nó. Ví dụ như là thằng Niễn nè, vợ thằng Niễn nè, bánh quy nè, muối tiêu nè, Lucy và em ba bê nè, gà chín cựa nè, đó. Hai con vịt nè vẫn hung dữ, vẫn bố láo như ngày đầu về, tới bây giờ vẫn bố láo như vậy luôn. Mấy bạn cá nè, mấy đàn kiến nè, đó. Rồi hai con chim bồ câu, các bạn nhớ chim bồ câu ngày đầu lúc mà còn lẻ loi thì lần nào mình ra đây nó cũng đậu lên đầu mình hết. Từ lúc mình sắm chồng cho nó thì giờ nó có đâu có cặp rồi, nó cũng lơ mình luôn đó. Cuộc đời mà các bạn, nó xị đó. Đó, đây là Lucy, ngày đầu về cũng rất là hiền nhưng mà bây giờ rất là nhây, xin ăn là kêu chừng nào được thì mới thôi, còn chưa có cho ăn, chưa có thả ra là nó nhất quyết là nó sủ hoài luôn. Đó, đây là những cái bạn bé đã đem đến cho mình những cái thước phim được triệu view. Thì bên cạnh những người bạn động vật này thì trong cái khuôn viên này nó còn có những cái góc quay mà nó cũng mang đến cho mình rất là nhiều cái kỷ niệm vui, những cái clip được triệu view. Ví dụ như đây là cái tiểu cảnh tự làm của mình, đơn giản thôi nhưng mà cũng được triệu view đó. Rễ mọc đâm chồi tùm lum rồi, thấy chưa. Và đây là cái hồ sen hôm bữa mình nhảy xuống mình cắt để chia sẻ tâm sự với các bạn, thì hôm nay nó cũng đã lên rất là xanh tươi đầy đặn hả. Đây là hai cái bồn tắm chó, mỗi bạn một con cho đây tắm. Đây là góc, đây là cái góc mà mình hay chụp hình nhất để những cái cây xô đó. Cái hồ một năm té 365 lần. Đây
Đây một cảng chim cu con nè, đang tập bay nè, nhỏ xíu xíu nè. Này là chim mà gọi là chim mới ra ràng á, à, còn non chẹt luôn. Một cái công trình nhỏ nhỏ, đó là cái chuồng vịt, cũng mang đến 1.2 triệu view gì đó. Đó. Rồi đây cái hồ là một năm té 365 lần là đây. Bạn nhớ cây dừa này mà nó từng leo lên bằng tay không, hái cho các bạn ăn không? Uống không? Cũng được triệu view luôn. Đây trái thần kỳ. Thì cũng tại cái không gian này mà mình có những cái thử thách mà lần đầu tiên trong đời, ví dụ như ăn khổ qua, cắn nguyên cái trái ớt, hiểm. Đó. Cũng nhờ ăn cái trái thần kỳ này mà ra. Thì tất cả mọi cái ngóc ngách, mọi cái không gian đây đều là một cái điểm nhấn trong cái thời gian vừa qua của mình. Và cái điểm nhấn này nó rất là có ý nghĩa. Nó cũng cho mình nhiều cái niềm vui, nhiều cái kỷ niệm sâu sắc. Đó. Thì qua năm mới này, thì nếu có dịp, mỗi lần mà đi offline, đi giao lưu với lại anh em, thì mình sẽ cố gắng mình dẫn một bạn theo. Ví dụ hôm nào mà đi chơi với Bully thì sẽ dẫn em ba b hoặc là Lucy đi chơi. Hôm nào mà chim cò đồ thì dẫn chim cò đồ theo. Đó. Thì thôi, chuẩn bị bước kết thúc cái năm cũ rồi, bước qua cái năm mới. Thì mình xin chúc cho đại gia đình của Nam Ngô Farm mình thì có một cái năm mới thật là nhiều sức khỏe nè, vạn sự như ý, mua bay bán đắt, mọi chuyện đều được bình an hạnh phúc hết. Những cái kế hoạch nào mà không có giải quyết được trong cái năm 2022 thì sẽ được giải quyết hoàn thành một cách xuất sắc trong cái năm 2023, năm Quý Mão này. Và qua đây thì mình cũng chúc cho, cũng như là kêu gọi những anh em trong cái ngành bét của Việt Nam mình hãy chung tay đoàn kết hơn để xây dựng một cái cộng đồng nó càng lớn mạnh, tạo được sự cái sức lan tỏa ra cái phạm vi trên cả nước cũng như là xa hơn nữa là trên phạm vi quốc tế luôn, giúp cho cái cộng đồng bét của mình nó giống như một cái hệ sinh thái nó khỏe mạnh, nó lành mạnh và tạo ra được những cái sản phẩm mà ấn tượng, đủ sức lan tỏa lên cái cộng đồng của thế giới luôn. Chúc mừng năm mới.